Nhã đang có mặt tại sân khấu số 30. Một lời chào và lời chúc sức khỏe. Tiếng nói đến từ người đẹp Lá Kim Quyền. Chào quý vị, và ngay từ bây giờ vòng loại đầu tiên mà giá là 20.000 đồng cho mỗi một tài là bé nhá. Cơ may chúng ta xin được nhận và đón một vòng quay may mắn. Và ngay từ bây giờ Quyền sẽ mời một khán giả bất kỳ có mặt trực tiếp tại sân khấu đại diện một người để cùng hỗ trợ đồng bằng cách là bước lên sân khấu, chúng ta kiểm tra những con banh và cọp trong cái lòng cầu để tạo sự công bằng đến với tất cả mọi người với chương trình nghe nhạc đặc biệt quay số lô tô mỗi hàng đi. Ra bây giờ cho Quyền mời một khán giả bất kỳ quý vị ơi. Và anh chị nào giơ tay giùm em á, em tặng một vé trong đội đầu tiên hoàn toàn là miễn phí cho khán giả mình giờ số luôn. Rồi khán giả mình hỗ trợ giùm em à, giơ cao tay lên quý vị. Rồi con mời cô ha. Rồi qua bên đây, người đẹp bé ta sẽ hỗ trợ cho cô. Mình bỏ vào trong lòng cầu những con số may mắn từ 1 đến số 60 nha. Mình nhìn vào trong đó, nếu như mà không có số nào thì mình nhớ mình nói, mình sẽ được bổ sung con số đó. Rồi bây giờ cô qua bên đây nha. Và ở phía trên này là có khán giả lên đây, chúng ta cùng nhau kiểm tra những con banh bỏ vào lòng cầu. Rồi ở phía dưới thì chị em của Quyền được gửi đến tất cả mọi người trong đội đầu tiên là 20 nha. Và tí xíu nữa đây chúng ta sẽ được bắt đầu đến với những ca khúc với chủ đề US UK sẽ được gửi đến tất cả quý vị. Và ngay từ bây giờ 20.000 đồng nha. Anh chị nào mới tới đó, chúng ta tìm cho mình một chỗ ngồi ổn định nha. Sau đó chúng ta ủng hộ với những tài lạ bé. Và đặc biệt Sài Gòn Tân Thời sẽ có những cái khung chờ được gửi quà cho tất cả mọi người bằng cách là khán giả mình mua vé lô tô, mình giữ lại những tài lạ bé mà chúng ta không may mắn đọc giải hoặc là may mắn đọc giải bằng cách là quay lại mặt sau tờ vé, mình ghi tên và kèm số điện thoại nha. Mình xíu càng nhỏ càng tốt. Bỏ vào cái thùng thăm này, chúng ta sẽ được bắt đầu bốc thăm dần qua những cái phần quà vào lúc 9:30, 10:30 và 11:30. Chúng ta có thể có những cái vô chờ, những cái mệnh giá khác nhau sẽ được gửi đến tất cả quý vị. Rồi bây giờ bên đây gần xong rồi quý vị nha. Cho hỏi là anh chị nào có nhu cầu mua vé đó, giơ cao tay lên ủng hộ giùm cho em 1, 2, 3 tờ là vé cuối tay nữa đi quý vị. Người ta từng nói dạng sự thì phải đầu ngang quý chị ơi. Rồi bây giờ một chàng còn mấy vé. Rồi 5 vé nha. Anh chị nào mới tới đó, ghế màu xanh là hoàn toàn miễn phí nha quý chị nha. Ghế màu xanh là hoàn toàn miễn phí. Anh chị mình đi 1, 2 người thì chúng ta nhớ len lỏi cho những chiếc ghế màu xanh là hoàn toàn miễn phí. Và đi nhiều người quá, mình qua bên đây mình thuê một chiếc ghế chỉ có 5.000 thôi anh chị. Rồi mẹ có lo con còn mấy vé anh nè. Rồi cho Pha còn mấy vé nè. Rồi bên đây cho Pha còn 3 vé được nha. Thúy Diệm công chúa Thành Điệu còn mấy vé, 3 vé chót luôn. Rồi anh chị nào có nhu cầu mua vé thì giơ tay nha. Rồi bây giờ tặng Pha cho người xin một vé. Dạ bây giờ dòng loại đầu tiên 1 vé, dòng loại đầu tiên là 20 nha. Rồi cô tặng cô nha, mình dò số dòng loại này luôn. Và chúng ta được nhận vào đó một chồng quay may mắn gồm 4 ô cửa, ô cửa số 1 một cái phiếu mua hàng trị giá là 600, ô cửa số 2 phiếu mua hàng 800, ô cửa số 3 phiếu mua hàng 1 triệu, và đặc biệt số 4 là phiếu mua hàng trị giá 1.200.000 đồng. Dòng loại đầu tiên sẽ được phép bắt đầu dò số. Oh,
Con tất cả quý vị mình chúng ta ủng hộ tất cả các người đẹp luôn hả? Rồi, cô em gái tôi ơi. Rồi, mời bé lên luôn à. Đó, mặc áo vàng luôn. Cái đó còn một chủ nhân là đặt giải con quý vị mình ơi, mình kiểm tra giúp em luôn nha. Đủ 4 con số hàng ngang, mình là người chiến thắng luôn hả? Rồi, chào em nha. Rồi, chào đi một chào. Tờ là bé của em gái 3385 hợp lệ con số vừa đi qua 46. Có 1 57 57 có 2 26 26 có 3 13 hợp lệ. Rồi, chúc mừng em gái nha. Như là một phần sau cùng là cậu của chúng nha. Đặt giải cho quý vị mình đây. Rồi, nếu không mời rồi, mình quay đi ạ. Rồi, bé gái này sẽ quay vô dòng số mấy nha? Quạt số 1 hay là quạt số 2 hay là quạt số 3, quạt số 4 à? Chắc chắn là mình phải ước quạt số 4 đúng không ạ? À? Rồi, quay nhanh mình sẽ quay nhanh. Quay nhanh, có vô số 4 là không nha? 4 đâu ạ? À? 4 lên luôn ạ? À? Lên luôn. Ngồi nghỉ chơi, khoảng nửa tiếng mới đi được lại. Lên luôn. 1, 2, 3, 4. Là nó quay hoài vậy trời. Số 3. Nhìn như hết đồ vậy đó. Bánh cốt chấn động. Bữa nay bánh cốt quá chấn động rồi. Rồi, cái đó có gì kéo dạ. Ai mấy trên tay không có sản phẩm chuẩn bị do số như thế này. Bye.
em đã thấy một chị gái là chạy rồi em xin